Rồi chào anh em ha, làm clip này để chia sẻ thêm một vấn đề nữa cho anh em học viên chúng ta. Bữa giờ thấy có rất nhiều bạn cả bên cộng đồng, cả bên học viên hay giao dịch bên mua bán GTT bên sàn Binance. Thì thường á mình mua bán trên Huobi thì mình ít có gặp trường hợp này lắm, tại vì trên Huobi thường hầu như là họ họ giao dịch số tiền lượng GTT lớn và họ cũng nhanh gọn lẹ. Nhưng mà bên Binance hay có mấy thằng tào lao, nó hay trả giá, nó làm chậm chạp. Ví dụ như có một bạn cũng như những học viên này, các bạn thấy nè, đang bị treo một cái lệnh 200 triệu và bây giờ đang khiếu nại và cả 3 ngày nay rồi. Tức là như thế này, các bạn giao dịch trên đó, ví dụ gặp vấn đề bạn chuyển tiền cho họ mà họ chưa chuyển coin cho bạn, bạn khiếu nại thì coin của họ cũng bị sàn nó đóng băng lại. Có nghĩa là cái thằng mà nhận tiền á thì cái coin nó cũng không có nhận được. Nó nhận được tiền mà nó muốn lấy luôn coin, nó không chuyển USDT cho bạn thì nó cũng không không lấy được cái đó. Sàn đóng băng lại của nó. Và chúng ta thì chúng ta chuyển tiền cũng không nhận được coin, chúng ta nó rất là mất thời gian. Cho nên thường giao dịch như vậy thì chúng ta sẽ liên hệ bên thương nhân, liên hệ bên thương nhân ha, liên hệ thương nhân để giao dịch cho nó nhanh gọn lẹ. Nhiều khi phí nó không có nhiều đó, chúng ta cứ tính từng đồng, chấp nhận phí cao một chút nhưng mà nó an toàn, nhanh gọn lẹ ha. Còn nếu mà ai giao dịch quen bên 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 Bingit, bên Binance, bên Huobi thì các bạn cứ giao dịch bên đó thôi, không sao cả. Còn những bạn mà không an tâm hay là giao dịch lượng tiền lớn thì nên giao dịch qua thương nhân. À, thì giá giá trên đây nó niêm yết sẵn rồi nè, giá sàn Binance nó niêm yết nè, refresh lại nó ra nè đó, nó niêm yết sẵn ở đây, có giá cao nhất, giá thấp nhất, thì chúng ta thấy giá hợp lý chúng ta giao dịch. Ở trên sàn Binance nó hay có cái trò như vậy, chúng ta lý giao dịch gặp mấy thằng mà buôn bán trên nó tào lao, nó hay làm khó chúng ta, nó treo cho các bạn gọi nó xong rồi nó chạy giá, hoặc nó ép các bạn, nó kêu phải có cái video call xác minh này nó các kiểu. Và cô nói các bạn xác minh, chúng ta chỉ xác minh cho sàn coi nó là cái cục cước gì, phải xác minh cho nó, khiếu nại chết mẹ nó, chửi chết mẹ nó luôn cho tôi, bóc phốt nó luôn cho tôi để không nào giao dịch với nó. Thằng sàn mới là cái thằng mà có quyền hạn, nó kêu chúng ta xác minh, chúng ta xác minh tài khoản, chúng ta xác minh lên sàn rồi mắc cái giống gì phải xác minh với nó, không có chuyện mà gọi video call là chứng minh gì đó. Nó không phải công an, nó không quyền làm việc đó. Mà giao dịch này không giao dịch thì thôi, đừng có click vô, report chết mẹ nó luôn cho tôi, làm vài lần cho nó nhớ, bóc phốt vài lần cho nó nhớ để không ai giao dịch với nó đó. Còn không thôi như vậy, anh em học viên tôi sẽ tạo một cái group chuyên giao dịch mua bán GTT, tôi sẽ tìm, tôi liên hệ những cái người thực sự có uy tín giao dịch cho các bạn. Ví dụ các bạn vô trong đó, các bạn muốn mua bán cái gì có tôi trong đó luôn, hiểu không? Ví dụ các bạn muốn mua bán gì, các bạn liên hệ các bạn đó khi báo giá, rồi bạn nó báo cái giá, các bạn thấy ok, đồng ý giá nó hợp lý thì bạn mua, còn không thôi, nếu thấy chỗ nào mua rẻ hơn đi chỗ khác mua. Và giờ tôi sẽ cố gắng để tìm những cái người làm B2B, đương nhiên tôi sẽ khảo sát kỹ những cái đó cho các bạn, và tôi đảm bảo cho các bạn luôn, có group đó có tôi trong đó, để chi để các bạn mua bán có cái người đó họ giải quyết cho các bạn nhanh gọn lẹ, mua cũng được bán cũng được, không phải lên mấy cái sàn này. Tôi thấy bữa giờ đã bị mấy lần như vậy, tôi giao dịch với một số thương nhân uy tín của nó các bạn, thậm chí cũng trả từng coi giá trên đây. Tôi biết á là họ có thể họ họ kê cao hơn 1.000 đô, là lên lên 20, 30, thậm chí 50 tùy thị trường, tôi chấp nhận. Tại vì sao? Tại vì mình làm lớn mình không coi cái chuyện nhỏ nhặt đó, nó bù lại được cái nhanh gọn lẹ an toàn. Thậm chí tôi chuyển, các bạn biết tôi chuyển 100.000 đô cho họ, tôi nói vui lòng chuyển khoản cho ba tài khoản, nó vẫn chuyển cho ba tài khoản bình thường, nó vẫn chuyển bình thường. Nhưng mà các bạn giao dịch trên 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 sàn Binance, bên sàn Binance, nhất là hàng Binance tôi rất là ghét giao dịch mua bán trên đó, nhiều thằng ập nham, nó rẻ tiền lắm, tầm nhìn thấp lắm, nó giao dịch nó có nhiêu tiền mà nó làm khó mình này nọ. Nếu tôi mua bán trên GTT, trên trên thường tôi mua bán trên Huobi, tôi giao dịch lần mấy chục ngàn đô, mà là nhiều hơn nữa thì tôi giao dịch thương nhân để cắt nhỏ cái dòng tiền ra, ok không? Thì cái này tôi sẽ làm một cái group riêng. Bây giờ tôi chủ nhật đúng không, ngày mai đi, ngày mai tôi bây giờ tôi sẽ liên hệ, tôi cố gắng tôi tìm để tôi ít ra tôi tìm cho các bạn những cái người đó, thì tôi sẽ biết nhà biết cửa của họ để cái vấn đề này phát sinh thì tôi giúp anh em học viên được, ok chưa? Tôi sẽ ép các bạn vô cái mua bán đó, sau này cứ liên hệ đúng những bạn đó làm cho nó gọn lẹ. Còn không, các bạn muốn muốn tiết kiệm hơn 10.000, 20.000 rồi lên lên trên trên bài mình làm như vậy, lâu lâu dính một cái như vậy à, rồi liên hệ support thôi. Ví dụ như bạn vừa rồi dính khoảng 200 triệu, bà mẹ nó bây giờ support 3 ngày trời chưa giải quyết, thằng sàn Binance làm bị cục tức à, qua clip này các bạn bỏ mẹ nó sàn Binance luôn, đừng chơi giao dịch B2B như Binance nữa, mấy thằng tào lao cho nó cứ liền. Tại vì khi mà report thì hai bên đều bị phá tài khoản, không bên nào có lợi hết nha, ok ha. Rồi tôi sẽ cố gắng làm đó cho anh em một viên, cả bên cộng đồng luôn.